tâm triệt đường lâu cơ. Độc tâm kế mưu dân màn tình thâm, người âm thầm đem ngàn binh phủ dây triều trung, làm phụ hoàng đau lòng than trách cô ba tâm. Hoàng huynh trách ta đoan tình thâm, vậy sao chẳng thông cho lòng ta. Ngày xưa nhờ tái cùng tay giữ ngôi hoàng gia, triệt mưu đồ chi hầu xưa. Thì ra bên ta nô tề ngày đêm hầu, luôn ngóng trong mật tình chấm như thế nào. Luận bàn nội tình ở nơi hoàng cung, từng bước đi như trong bàn tay. Dập đầu xin ơn trên, tôi tình thật quán cho mình, mang kiếp thân tỳ nô phước ân muôn đời, ly nào đem lòng phản vua. Hồng ghi rằng thánh hoàng chống mau di hành, ba ngày đăng trình đến nơi Bồ Châu, lòng nóng nao hỏi xa nguồn cơn. Người nhìn đi xem bút tích kia, lời bài trình mặt gian thông hành, là do người bao từng